Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được các bạn đồng hành với mình trong một cái chuỗi video rất là dài và đi qua những cái cung đường cũng như là cảnh núi non hùng vĩ rất là đẹp của dãy Himalaya cũng như là của đất nước Nepal. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái video này cho các bạn nào có ý định tham gia một cái cung trek ở Nepal cũng như là cung trek Everest Basecamp mà mình vừa trải nghiệm xong. Thì nếu các bạn có ý định tham gia những cái cung trek như vậy thì đòi hỏi các bạn phải chuẩn bị rất là nhiều. Đối với những bạn chưa có kinh nghiệm, những bạn nào mà có kinh nghiệm thì có thể bỏ qua video này, còn những cái bạn nào mà chưa có kinh nghiệm thì xem cái video này để mình chuẩn bị cho mình một cái hành trang và sức khỏe để tham gia một cái cung trek khá là dài và khá là khắc nghiệt ở cái dãy Himalaya này. Thì đầu tiên các bạn muốn tham gia ở một cái cung trek ở Nepal và EVC nói riêng thì các bạn phải chuẩn bị trước tiên là lên kế hoạch cho một chuyến đi. Thì lên kế hoạch chuyến đi như thế nào thì các bạn phải dự trù được cái cung trek đó trek bao nhiêu ngày. Ví dụ như cái cung trek EVC của mình đó thì mình chuẩn bị là 14 ngày các bạn, 2 tuần. Thì tại sao mình chuẩn bị 14 ngày? Tại vì nếu mà cái thực tế ra cái cung trek của mình thì tầm 12 ngày thôi. Thì vừa đi qua Nepal và vừa bây giờ thì tầm 12 ngày nếu mà nó diễn ra suôn sẻ. Ở đây mình dự trù 2 ngày có nghĩa là có nghĩa là có thể là do những chuyến bay nó delay thì mình sẽ ảnh hưởng tới cái chuyến đi của mình. Và một điều nữa đó là những tai nạn mình có thể xảy ra thì mình sẽ dự trù 2 ngày để mình không có ảnh hưởng tới chuyến bay. Tại vì chuyến bay là mình phải đặt trước, mình phải mua trước hay các bạn ha. Rồi cái thứ hai thì các bạn phải chuẩn bị đó là về kinh tế. Thì những cái cung trek này thì cái mức chi phí của nó là khá là cao các bạn ha. Thì bình quân cái chuyến đi này thì nó tầm 30 triệu nha các bạn. 30 triệu là cái vé thôi, còn cái vé máy bay từ Việt Nam qua bên Nepal và từ Nepal bay về lại Việt Nam thì mình phải tự chịu. Thường thì bên tour họ không có đề cập tới vấn đề đó, có nghĩa là họ chỉ bán cái tour thôi, không bao gồm vé máy bay đi về. Thì nếu mà cộng lại vé máy bay với lại giá tour thì nó tầm tầm bốn mấy gần 50 triệu đó các bạn. Thì với tour 30 triệu thì vé máy bay thì tầm 13 triệu hoặc là 14 triệu, 15 triệu tùy theo các bạn mua ở một cái hãng bay nào. Thì đó là cái đầu tiên mà các bạn phải chuẩn bị, đó là thời gian và kinh phí cho chuyến đi. Rồi tiếp theo thì các bạn, một cái điểm mà các bạn cần lưu ý đó là các bạn phải mua bảo hiểm nha các bạn. Tại vì đây là một cái hình thức du lịch mạo hiểm thì các bạn phải mua một cái bảo hiểm du lịch để có cái việc gì nó có xảy ra thì có bảo hiểm, bên bảo hiểm họ lo cho mình thì nó cũng đỡ một phần chi phí nào. Ví dụ như chuyến đi Everest Basecamp vừa rồi á thì cái nhóm của mình đã bị delay hết 1 ngày, có nghĩa là do cái thời tiết khí hậu bên Lục La. Thì trong cái chuyến đi mình cũng có quay đó thì bên Lục La cái khí hậu nó bị thay đổi, nó không có bay được thì mới delay được bị delay 1 ngày ở tại Ramechhap, sân bay Ramechhap. Thì sau đó thì cái nhóm của mình đó về thì bắt đầu lấy những cái chứng cứ mà delay đó thì nộp bên bảo hiểm thì bảo hiểm nó sẽ đền bù lại. Thì chuyến vừa rồi mình được cái bên bảo hiểm họ đền bù cho mình là 8 triệu. Thì đó thì đó là cái lợi của bảo hiểm, cái đó là cái lợi nhỏ thôi. Còn khi mà mình xảy ra những cái tai nạn thì sẽ có những cái đơn vị bảo hiểm họ đứng ra hỗ trợ, có nghĩa là những cái chi phí mà về tai nạn đó thì họ sẽ hỗ trợ một phần nào đó. Nói chung là cũng khá là nhiều đó các bạn, nên các bạn chú ý nên mua bảo hiểm như các bạn. Thì rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cái đơn vị tổ chức tour. Thì đối với những cái bạn mà có kinh nghiệm di chuyển rồi, có kinh nghiệm rồi, có trình độ về Anh ngữ đó các bạn, giao tiếp về Anh ngữ, thì
các bạn có thể di chuyển qua bên Nepal và mua tour ở bên Nepal, có nghĩa là bên Nepal họ bán cái tour này rất là nhiều, cũng có nhiều đơn vị, rất là nhiều đơn vị tổ chức. Còn mà nếu mà những bạn nào mà chưa có kinh nghiệm đi lại cũng như là trình độ Anh ngữ còn hạn chế đó, thì giống như mình là mình Anh ngữ mình hạn chế lắm, có nghĩa là mình nói mình chỉ nghe và nói nó sơ sơ thôi, không có lưu loát như những bạn trẻ bây giờ. Những bạn trẻ bây giờ rất là giỏi ha. Thì ở đây mình khuyên các bạn là mua tour của người Việt Nam nha các bạn. Thì tại sao mua tour của người Việt Nam? Thì ở đây mình tham gia hai cái tour, hai cái chuyến đi trên dãy Himalaya, mình đều đi đúng một cái bạn tổ chức tour, đó là bạn bạn Dương Ánh Đào đó. Thì mình sẽ để số điện thoại của bạn Đào ở phía dưới cái video này, để các bạn nào có muốn tham gia cũng như là muốn đặt tour thì các bạn có thể liên hệ bạn Đào này. Thì bạn Đào này là một bạn nữ ở Việt Nam mình và có chồng ở Nepal, thì bạn ấy sinh sống ở Nepal, nên tất cả cái những cái vấn đề gì mà rắc rối khi mà mình tham gia tour thì mình tiếp xúc với người Việt rất là dễ, có nghĩa là về ngôn ngữ cũng như là về cái tình cảm của người Việt với nhau thì họ sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều, có nghĩa là cũng như là giúp đỡ về phần mua sắm, rồi cũng như là giúp đỡ những khó khăn khi mà mình ví dụ như mình bị tai nạn chẳng hạn, thì cái người Việt với nhau mình đối xử vẫn là tử tế và tốt hơn là những người ở những nơi khác ha. Thì mình khuyến khích bạn, các bạn nên mua những cái tour nào mà có người Việt mình để họ support, họ hỗ trợ cho mình rất là tốt. Nói chung là cái tour của bạn Đào này tổ chức rất là tốt, và hai vợ chồng bạn Đào này hỗ trợ cho những mình rất là tốt, rất là ok, mình rất là hài lòng với cái cách tổ chức tour của bạn Đào này ha. Rồi thì tiếp theo thì các bạn phải chuẩn bị, đó là chuẩn bị về sức khỏe nha các bạn. Đó thì vì cái hành trình này nó rất là khắc nghiệt, có nghĩa là mình phải di chuyển trong vòng một tuần lễ 8 ngày, 9 ngày di chuyển bằng đôi chân của mình và lên những cái vùng có khí hậu rất là khắc nghiệt, cũng như là cái không khí oxy nó lỏng. Thì các bạn, nếu mà các bạn đam mê về cái bộ môn trek này thì các bạn đã tìm hiểu rồi ha. Thì ở cái cung trek ở Nepal nó rất là khắc nghiệt, khắc nghiệt về khí hậu và khắc nghiệt về cái mức độ di chuyển ha, nên các bạn phải cần tập luyện cho mình một cái thể lực rất là tốt để chuẩn bị cho một chuyến đi. Tại sao các bạn phải tập một cái thể lực rất là tốt để đáp ứng cho chuyến đi một phần, nhưng mà khi các bạn mà có sức khỏe tốt thì các bạn tham gia cái chuyến đi thì mình có đủ sức khỏe để mình tận hưởng mình những cái khung cảnh cũng như là cảnh đẹp ở cái đất nước Nepal này ha. Còn khi mà các bạn không có đủ sức khỏe thì các bạn chỉ có cảm thấy mệt mỏi thôi, các bạn đi chỉ chống chọi là cái sức mệt của cái chuyến đi thôi, chứ các bạn không có cảm nhận được những cái cảnh đẹp ở dãy Himalaya này. Thì nếu mà các bạn chuẩn bị cho một thể lực đó thì các bạn trước khi đi một tháng các bạn tập luyện, có nghĩa là tập luyện các bạn có thể là chạy bộ hoặc là các bạn đi cầu thang. Thì ở cái bộ môn leo núi này, cái đòi hỏi cái đôi chân phải rất là mạnh như các bạn, và cái sự dẻo dai nữa, thì các bạn nên chạy bộ hoặc là leo cầu thang, có nghĩa là tập trước một tháng. Thì các bạn tập càng nhiều thì các bạn sẽ có cái sự chuẩn bị tốt, thì các bạn sẽ tham gia cái hành trình nó suôn sẻ hơn. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cái phần mà chuẩn bị cho sức khỏe và tập luyện đó. Thì rồi thì xong cái phần chuẩn bị cho sức khỏe và tập luyện, thì tiếp theo đó là mình chuẩn bị cái hành trang, cái hành lý. Thì cái hành lý cũng rất là quan trọng trong cái chuyến đi của mình. Thì ở một cái môi trường nó khắc nghiệt cũng như ở độ cao nó cao, khá cao, thì đòi hỏi mình phải trang bị cho mình những cái thiết bị dụng cụ cần thiết để hỗ trợ cho chuyến đi của mình.
Thì về cái những cái kinh nghiệm mà chọn giày rồi chọn ba lô hay là này nọ thì mình cũng đã làm những cái video trước. Nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu thì lục lại những cái video trước để xem. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ về cái cách chọn hành lý thôi. Thì ngồi chọn hành lý ba lô, quần áo, giày dép, và sẽ còn những cái vật dụng nó rất cần thiết ở trong chuyến đi này. Thì ngoài những cái dụng cụ đó ra thì các bạn đem theo những cái thức ăn. Tại vì thức ăn ở Nepal thì các bạn biết rồi, cái hương vị cũng như là cái cách nấu của họ nó rất khác người Việt mình ha, thì rất là khó ăn. Thì ở đây thường thì những bạn mà dễ ăn thì mình không nói, còn những bạn mà khó ăn thì sẽ ăn không được hả các bạn ha. Thì khi mình di chuyển lên một độ cao thì cái thức ăn, cái menu của bữa ăn đó, nó sẽ hạn chế lại, có nghĩa là nó không còn đa dạng nữa. Và di chuyển lên một cái độ cao thì bắt buộc mình phải ăn uống nó rất là khoa học thì các bạn, có nghĩa là khi mà lên một cái độ cao nhất định tầm 2.000 mấy, 3.000 mấy rồi thì các bạn không nên ăn thịt nha các bạn. Đó thì cái đó là cái kinh nghiệm mà cái anh tour guide anh dặn dò đối với cái nhóm của mình. Tại vì khi mà các bạn ăn thịt nó sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, có nghĩa là thịt ở trên đó đa số là họ đông lạnh, họ để lâu. Thì nếu mà các bạn ăn bụng tốt thì không sao, các bạn nào mà bụng yếu á, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là đầy hơi hoặc là có thể là tiêu chảy chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mình và nó sẽ không đảm bảo chuyến đi. Tại vì cái chuyến đi này nó rất là khắc nghiệt, nên đâm ra các bạn phải lưu ý cái điều này, không nên ăn thịt, không nên ăn thịt nha các bạn. Có nghĩa là các bạn có thể ăn thịt ở dưới những cái độ cao nó vừa phải thấp thôi, thì các bạn có thể ăn được, còn mà lên càng cao thì các bạn hạn chế ăn thịt, chỉ ăn trứng, rau, củ quả, đó, uống sữa. Đó. Còn mà nếu các bạn mà muốn mà có đầy đủ dinh dưỡng thì các bạn có thể đem theo là chà bông đó các bạn, chà bông nó rất là thiết, có nghĩa là chà bông nó dạng khô rồi nên nó không ảnh hưởng tới tiêu hóa, các bạn có thể đem chà bông theo để ăn thêm để bổ dưỡng cho sức khỏe của mình. Và một điều lưu ý nữa là các bạn nên mua những cái viên năng lượng, những cái viên năng lượng bổ sung những cái hợp chất đó các bạn, có nghĩa là mình ăn uống cái thực đơn ở trên đó nó rất là nó không có đủ đáp ứng cho năng lượng của mình đâu, thì các bạn nên đem theo những cái viên năng lượng để các bạn uống để bồi bổ vô cơ thể của bạn, để các bạn có sức để các bạn tham gia một cái hành trình nó xuyên suốt khá là dài và nó khá là khắc nghiệt. Thì đó là cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ về thức ăn. Rồi một cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái thức ăn nữa, đó là mình phải đem theo những cái thức ăn để mình giảm chi phí các bạn, có nghĩa là mình đem những cái hạt hoặc là những cái ví dụ như chà bông mình nói cho các bạn đó, rồi ví dụ như cà phê, rồi các bạn nào mà có điều kiện thì nên đem theo một cái bình nung, một cái bếp mini chẳng hạn, rồi một cái ấm để mình đun nước sôi mình uống, thì cái đó cũng là một cái giảm chi phí cho các bạn. Thì tại vì lên cái những cái độ cao thì những cái guest house khi các bạn mua nước hay là bất cứ những cái dịch vụ nào ở trong cái guest house đó thì đều phải trả tiền, mà trả tiền cũng khá là tốn tiền đó các bạn. Thì nên các bạn nếu mà các bạn nào mà có những cái dụng cụ đó thì các bạn mua đem theo một cái ấm, một cái ly và một cái bếp mini chẳng hạn. Thì cái bình ga thì các bạn có thể qua bên đó các bạn mua bình ga ở trên dọc đường họ bán rất là nhiều. Thì các bạn có thể mua bình ga để bạn đun nước lên bạn uống hoặc là pha cà phê. Còn những bạn nào mà có điều kiện thì cũng không cần đem, có thể là mua ở những cái town có tất cả các thứ, các bạn muốn mua gì cũng có hết, muốn ăn uống gì cũng có, nhưng mà cái chi phí nó hơi cao thôi. Còn các bạn nào nếu mà tính kinh tế thì có thể đem thêm nhiều đồ ăn và đem theo những cái ấm để nấu nước sôi ha. Đó thì cái đó là một cái kinh nghiệm mình đi tham gia 2 chuyến đi và mình đúc kết. Nếu mà mình có đi nữa thì mình sẽ đem theo cái ấm và một cái bếp mini và cái ly để mình pha cà phê cũng như là pha trà các thứ. Buổi sáng mà các bạn pha trà hay cà phê các bạn uống là đã lắm, ở không khí nó lạnh mà mình uống cái đồ nóng vô, có nghĩa là cái cảm giác
rất là thích. Rồi tiếp theo thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà để vệ sinh. Thì khi mà lên một cái độ cao như thế và khí hậu nó rất là lạnh thì các bạn không thể nào mà tắm được. Nhưng các bạn cũng có thể tắm nước sôi. Thì nhưng mà khi mà tắm ở nước nóng rồi á, thì các bạn bước ra ngoài thì nó rất là lạnh, các bạn rất là dễ bị sốc nhiệt. Nhưng mà thì trường hợp cái nào các bạn mà chịu không nổi nữa các bạn mới tắm, còn nếu mà các bạn chịu được thì các bạn cũng không nên tắm. Thì mình đề nghị như, mình theo mình cảm nhận như vậy, mình đúc kết được cái chuyến đi vừa rồi thì các bạn cũng không nên tắm, tại vì ở một cái nhiệt độ rất là lạnh, các bạn tắm rất dễ bị sốc nhiệt và dễ bị cảm lắm. Nên các bạn khuyên các bạn là các bạn sử dụng những cái khăn ướt, các bạn vệ sinh lau người sau chuyến đi, sau một ngày đi về mình lau người xong mình mặc áo lạnh lại và mình nghỉ ngơi, chứ mình cũng không nên tắm. Nhưng mà tắm thì các bạn, khi các bạn tham gia chuyến đi xong các bạn trở về Kathmandu, cái thời tiết nó lạnh ít thì các bạn có thể các bạn tắm để vệ sinh. Còn ở trên các hành trình đi thì mình khuyên các bạn không nên tắm, để cái cơ thể mình nó có đủ sức khỏe để tham gia một cái hành trình nó rất xuyên suốt, để cái hành trình của mình nó diễn ra nó trơn tru hơn và nó thành công. Nếu mà các bạn tắm mà lỡ nó bị cảm lạnh đi thì sẽ ảnh hưởng tới cái chuyến đi của bạn, bao nhiêu công sức cũng như là bao nhiêu tiền bạc mình dồn vô cái chuyến đi mà mình, cái chuyến đi mình nó không thành công thì rất là buồn ha các bạn ơi. Rồi thì cái đó là cái phần vệ sinh. Rồi tiếp theo á, là cái phần về cái sốc độ cao. Thì cái đây là một cái điểm rất là quan trọng đối với những bạn mà tham gia cái hành trình nó khắc nghiệt ở Nepal này ha. Và cái điều mà các bạn quan tâm nhất và rất là sợ nhất đó là hiện tượng sốc độ cao. Thì ở một cái độ cao 2500 mấy thôi thì mình đã có hiện tượng sốc độ cao rồi các bạn ha. Thì đối với những bạn nào mà thích nghi tốt thì sẽ lướt qua, còn những bạn nào mà không thích nghi được thì ở cái hiện tượng ở ngay cái độ cao 2500m này có thể là dừng, bị sốc độ cao hoặc có thể ngưng không có tham gia được cái chuyến đi nữa. Thì cái hiện tượng sốc độ cao này thì mình không có thể lường trước được, mình không có thể nói là người này khỏe thì sẽ không có sốc độ cao, người này yếu thì sẽ sốc độ cao. Cái đó điều đó là hoàn toàn sai các bạn. Cái đó là nó dựa vào cái sự thích nghi của cơ thể của mỗi người. Có thể một người ốm yếu gầy gò sức khỏe không có, nhưng mà khi mà lên đó thì họ thích nghi rất là tốt. Cái điều đó là mình đã trước mắt nhìn thấy và cũng như là đã trải nghiệm vừa cái chuyến đi vừa rồi của cái nhóm mình đó. Thì có những bạn rất là khỏe ở trong cái chuyến đi, mình có những bạn rất là khỏe, có nghĩa là một thể lực rất là dồi dào, nhưng mà khi đi lên một cái độ cao nó nhất định thì sẽ có hiện tượng sốc độ cao. Và đã xảy ra hiện tượng là bạn đó di chuyển rất là nặng nề, có nghĩa là khi mà bị sốc độ cao nó ảnh hưởng rất là ghê gớm, có nghĩa là có thể là thiệt mạng nếu mà nặng như bạn. Còn trong cái nhóm mình có một bạn nữ, bạn đó chưa bao giờ tham gia một cái cung chết nào hết, nhưng mà bạn ấy sức khỏe của bạn ấy rất là tốt, có nghĩa khi mà đo oxy, nồng độ oxy trong máu thì cái nồng độ oxy của bạn ấy rất là cao, cao hơn tất cả các bạn nam luôn và có thể là cao hơn mình luôn. Cái ở trong nhóm thì chơi có mình với bạn ấy là cái nồng độ oxy nó cao, có nghĩa là cái mức độ thích nghi nó tốt. Thì chính mình là một cái người mà đã tham gia trước một cái cung chết Anamuna trước rồi, nói chung là nó cũng đã đáp ứng được cái độ thích nghi. Thì nhưng mà mình thì thường đi lên độ cao ở tầm gần 3000m thì mình sẽ có một cái hiện tượng là sốc độ cao, có nghĩa là nó sẽ có hiện tượng khó thở ngay cái lúc đó. Thì mình sẽ lắng nghe trong cơ thể mình. Cái điều quan trọng nha các bạn, các bạn phải biết lắng nghe trong cơ thể mình, mình xem cơ thể mình nó như thế nào đó. Thì thường thì tới những cái độ cao đó thì mình sẽ ngưng, có nghĩa là mình ngồi lại mình nghỉ mệt,
mình nghỉ bệnh để cho cái cơ thể mình nó biến đổi, nó thích nghi với lại một cái điều kiện thiếu oxy đó, rồi bắt đầu mình thấy trong cơ thể mình khỏe, bắt đầu mình tiếp tục mình di chuyển tiếp và di chuyển rất là chậm như các bạn đó. Thì một cái điều lưu ý là các bạn khi mà các bạn di chuyển ở trên những cái vùng mà cái khí hậu cũng như là cái không khí lạnh đó, thì các bạn phải di chuyển rất là chậm để cho cái cơ thể mình nó thích nghi với cái độ cao, rồi dần dần rồi thì cơ thể mình nó sẽ thích nghi rồi thì mình sẽ di chuyển bình thường lại. Nên các bạn lưu ý đừng ham di chuyển nhanh, các bạn mà di chuyển càng nhanh thì cái hiện tượng sốc độ cao nó sẽ dễ xảy ra đối với bạn hơn là những cái bạn mà di chuyển chậm đó. Thì đó là một trong những yếu tố gây ra sốc độ cao, đó là di chuyển quá nhanh. Có nghĩa là khi mình tham gia những cái công trình trong nước Việt Nam mình, nó cái đồi núi nó thấp cũng như là cái lượng oxy nó dồi dào thì các bạn có thể di chuyển nhanh được. Còn mà khi các bạn lên cái cung trên ở Nepal rồi thì không khí nó rất là lỏng và cái độ cao nó rất là cao đó, nên các bạn thường các bạn bị sốc độ cao là do cái hiện tượng di chuyển quá nhanh, cơ thể không đáp ứng được, không thích nghi được thì sẽ xảy ra hiện tượng sốc độ cao đó. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với các bạn về cái hiện tượng sốc độ cao. Rồi một cái kinh nghiệm nữa là các bạn nên uống nhiều nước nha các bạn. Đó thì tại vì khi mà lên đó cái lượng oxy nó ít thì mình cái lượng oxy nó đi vào cơ thể mình rất là ít, thì đâm ra nó sẽ cái lượng oxy trong máu nó ít, nó sẽ gây ra hiện tượng sốc độ cao. Thì một cái kinh nghiệm nữa là mình nên uống nước rất là nhiều, có nghĩa là một ngày các bạn uống phải, nếu mà nữ phải uống tệ lắm là phải 2 lít nước, 2 lít nước bên ngoài, còn nam thì từ 3 cho tới 4 lít. Nên các bạn dù các bạn không khát nước các bạn cũng phải uống uống để nhiều để cho nó có cái lượng oxy nó vô trong trong máu đặt để đáp ứng được cái lượng oxy trong cơ thể mình đó. Thì đó là một cái kinh nghiệm nữa để tránh sốc độ cao là các bạn phải uống nước thật nhiều, dù các bạn không khát nước các bạn cũng phải uống. Mình uống nước có nghĩa là nhiều đến nỗi mà nó bị sưng cái cổ họng luôn các bạn, có nghĩa là cái quãng đường mình di chuyển khá là dài, có nghĩa là ngày nào mình cũng hít những cái hơi 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 những cái hơi lạnh đó, hơi lạnh của ngoài không khí lạnh đó nó vô trong họng này đó, rồi cộng vào đó mình uống nước lạnh nữa, có nghĩa là nước cho đến giống như là nước đá vậy các bạn, lạnh lắm. Thì mình uống vô nữa thì uống trong một thời gian dài ngày nào cũng như vậy hết, khi mình đi mình hít thở dưới một cái nhịp mà hít thở rất là nhanh đó, thì cứ lượng vừa một cái lượng không khí đưa qua cổ họng và một cái lượng nước ngày nào cũng uống vậy, nên đâm ra cái cuối cái chuyến đi mình bị viêm họng luôn, mình nói không nổi luôn các bạn đó. Thì mình chỉ bị một cái hiện tượng đó thôi, còn lại tất cả các chuyến đi các ngày mà mình hành trình thì đa số là mình hoàn thành rất là tốt. Rồi thì trên đây mình vừa chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm mà mình đúc kết trong cái chuyến đi Everest Base Camp vừa rồi. Thì trong cái video này thì sẽ còn thiếu sót rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà mình không thể nói ra hết được, rất là nhiều các bạn. Thì nếu mà các bạn có cái vấn đề gì mà thắc mắc cần hỏi thì các bạn có thể comment ở dưới video này, thì mình sẽ giải thích cho các bạn cũng như là chia sẻ các bạn những cái gì mà mình đã trải qua cũng như là những cái gì mình hiểu biết, mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, giúp cho các bạn có những cái kiến thức cũng như là có những cái kinh nghiệm để tham gia một cái chuyến đi nó trơn tru và mang lại cho bạn những cái cảm giác tuyệt vời. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì chia sẻ cho các bạn khác cùng xem cũng như là bấm vào nút đăng ký để ủng hộ mình. Và bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.